Hello các bạn nha. Thì bữa giờ là bữa Trung có nói là do mình nghĩ một hai clip đó là do tại vì mình cảm như các bạn đau đi làm trời nắng quá rồi về tắm rửa nó bệnh đó các bạn. Thì mong các bạn thông cảm. Thì hôm nay là mình Trung hôm nay cũng nghỉ luôn. Trung hôm nay cũng bệnh luôn nha các bạn. Không biết cái tháng này nó bị gì mà anh em mình cứ đau bệnh miết luôn á. Mà thôi, thì bây giờ mình cũng thông báo gì để cho các bạn khỏi thắc mắc chứ làm sao mà làm cứ lúc này thiếu người kia. Và bây giờ là mình que nhà anh Dũng. Trời ơi, cái quân què gì vậy? Cái loại anh ngủ quá giờ trưa ấy, tao đố thế nào giàu được. Nhưng cái loại ốc ba đậu, ốc chó này, ốc lợn ngủ quá giờ trưa, đêm thì thức, xong là chỉ thấy đi ăn bám mà ăn ké. Đi chỗ nào mà thấy ăn thì tìm đến, thấy đòn thì tìm đi. Làm không làm cái đời không khá được nha. Chụp mà bạn thấy không? 35 độ, nóng khủng khiếp luôn. Giờ mình sẽ gọi cho anh Quốc. Ở que làm chứ bây giờ không làm nữa là không có clip cho các bạn xem luôn á. Các bạn thấy không? Đó các bạn thấy không? Làm á là tu que tu ngầu chờ nãy giờ cả nửa tiếng đồng hồ mà chưa thấy mặt mũi anh em nào hết á. Chứ ông làm cái gì mà ông chủ cơ mà tôi thấy ông suốt ngày ông đi muộn với đầu làm mà gọi ríu rít vậy. Vậy ông Dũng đâu? Dũng giờ sáng chắc là mày làm nhẹ nhẹ sao thấy kêu nãy giờ cả nửa tiếng đồng hồ ông dậy kìa. Dũng ơi, Dũng, tự giờ ông làm người đi ra. Dũng dậy làm đây này chứ Dũng gì đó. Nãy giờ tôi ngồi đây là tôi quan sát địa hình rồi. Quan sát sao? Giờ ông muốn ăn không? Muốn nhậu không? Trời ơi, đang thèm lên mà mới giờ thèm. Nhậu nhậu, nhậu gì? Không hề mà tao đi nhậu. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây tôi. Đi làm quán nhậu. Không, ngồi đây. Tao làm gì? Quay sau lưng. Cái đồ mấy con ghẹ ông thấy dường mày tổng quá mà. Ủa chứ ông sợ vậy? Mày không bứa cho ông canh luôn. Mình làm ở đây biết đâu. Không như mình bù lại cho người khác chứ ông lo vậy. Đúng không? Ông nhớ. Ủa mày trời ác quá mày. Ông nhớ cái clip mẹ cục thịt siêu thị của nhà không? Ông đã khô đó. Mà nhắc chuyện đó tôi đứng mấy điên đầu tụi bay. Đó thì cái ngơ mình mày anh sợ vậy. Cô ông tàu ông mày. Mày nghe thì biết đó. Là trước mắt là mình cho nhưng mà sau này mình đưa tiền mình gói tiền là cho anh. Hiểu không? Nhưng mà trước mắt mình cho cái hả? Nghe mà làm vậy không được đâu. Làm cái ngờ đây là mình phải hy sinh để cho khán giả. Anh hiểu chưa? Hy sinh gì lẹ mày. Vậy thôi gì à? Vậy thôi nghỉ. Bây giờ ông nghỉ ngủ mà giờ sao? Rìu cũng chưa tới tôi ông làm gì? Tôi nói thiệt với ông gà nó nằm vậy mà chưa chắc ông bắt được đâu. Ông nói vậy mày. Mày điên sao mày? Tao điên tao tao bắt phát một. Ê, nhưng mà giờ này anh em mình ông biết cái kêu gấp lửa bỏ tay ngừ không? Anh sao? Anh em mình hết mình chờ liệu vừa thở này. Nhiều bữa giờ lâu nay nó mất dậy với ông mà ông hiểu không? Đâu. Tao giờ ra. Để giờ sao? Thì bây giờ ông ra. Tao đưa cầm máy mà bác ơi. Giờ vậy nè. Tao sợ sát sinh. Không mà sát sinh. Anh biết làm sao? Em cầm máy em quay thằng Rượu nó. Nó người thằng Rượu người anh khờ á. Nó mới tin. Đúng rồi. Vậy nè, tôi ghét, tôi tính rồi. Bây giờ anh em bắt chỗ đây, nhưng mà anh em qua chỗ khác, di qua khác để mình lừa nó cho mình đứng ra nó biết bắt gà của ông Dũng. Đồ, về trời. Được chưa? Here we go. Dũng ơi. Đâu, mấy con ghẻ không được. Ok, bắt đầu thử hiện kỹ năng này. Nơi đây còn vương chút. Đúng là con trai của ta. Thằng nhỏ bắt trộm ghè quốc lắm mà. Nhờ sao nữa? Đứng im mà. Một nhóm đối tượng chuyên trộm gà gây rối tại địa phương suốt thời gian qua. Đáng chú ý là các đối tượng đi thành nhóm đông người ra tay trộm cướp giữa ban ngày. Xử phạt bị cáo 3 năm tù. Con không về được nữa đâu cha. Vì tòa kia kết án con rồi. Kêu tao bắt con ghe làm vậy. Bây giờ nha, bây giờ là anh điện cho anh Rìu, anh kêu Rìu ơi, vô nhậu nè, anh em mình nghỉ một bữa. Anh hiểu không? Mình không biết tin. Mà chạy ra nha, tao đón nha, cho cù á. Mà chạy ngang qua cái đường đó là tao thấy mày, tao hú à. Có màu rồi mà thiếu bia đây. Ý xì á, đột này dững dàng à. Nè anh giờ em chụp anh bô này. Cười gà anh quá
Ý là gà ai vậy? Cái má mẹ mày hỏi ngu tao quen gà mặt mà. Không, ý là anh em nói chuyện vui mà anh yêu không? Ủa chân gà. Ê mẹ, có cái con gà này đồ tính ra nó đè chứ nó to nha. Mày cứ mày ngon mày. Hèn gì lâu nè em giấu đúng không? Đúng không? Lâu nè em giấu. Quần hả? Con gà đây giống gà đó ấp cái con gà trống đen vậy. Bây giờ anh em mình ăn gà ra anh thấy hối hận không? Mày điên là tao có làm đâu mà tao hối hận mày. Ý là anh có thấy tao giống không? Tậu gì? Rượu làm mà đúng không? Quần nó thằng lông mày cái trâu đó mà tậu gì nó? Tậu gì? Rượu làm mà đúng không? Quần nó thằng lông mày cái trâu đó mà tậu gì nó? Ý nhưng mà thằng rượu nó làm mà đúng không? Đúng đâu. Ờ. Mình kêu thằng rượu đem lên bán làm cho mình luôn dữ vậy. Em tao. Đây bạn ơi. Hả? Này người nghe vậy? Tao với Quốc mới chạy lên nhà cố tao xin gà nè. Gà. Mà giờ tao không dám làm. Hồi giờ tao có dám đụng gì dao rồi. Thôi bây giờ đây mà chạy lên quán mà chạy. Mới ổng đi làm đưa tao chạy. Không phải. Màu rầu vô. Tao với Quốc á chạy vô set up bàn nhậu được chưa? Mà sẵn xe mà chạy luôn mẹ nó đi. Mà chạy lên mà đưa cho quán làm cho rẹt cho tao không dám làm mà. Hồi giờ thấy méo là tao sợ. Từ sáng giờ tao với Quốc để mò lên. Gà đây đâu vậy? Nhà nậu tao. Nhà nậu nó. Nhà nậu tao. Đưa tiền ai đi làm? Con gà tao đã đưa rồi mà đòi tiền nữa. Tao tiền đâu? Vậy thâu đưa em với anh đi quá. Quần mày kêu chứa mày, mày làm con gà rồi bao nhiêu tiền đâu rồi chúng nó tính sao? Thôi mày đưa tiền cũng được. Thôi bây giờ dài. Anh em mới gỡ lại. Tao với con Quốc từ sáng giờ bỏ công sức đi bán gà rồi. Thôi mày giờ mày bỏ tiền làm gà xét dư lại thùng bia. Tao với con Quốc con gà mà dung dũng thùng bia. Chưa nắng này ăn gà là đây bây giờ đây đẻ nó thấm. Ê nhớ lại bóng có bè à quên bóng có tưởng cái anh trộm rồi mày cứ bỏ anh xe dừng ra hả ghê đây bắt cho mày cái anh trộm đúng không già của nhà cố của thằng tiền nãy giờ nó bè lằng cái màu rồi mày muốn nhậu tao gì mẹ đỡ tao rồi anh em mình đi rồi đơn gà thôi có làm con gà không mà mệt. Ê qua nhà anh Dũng luôn nhanh cho mát. Đù que nhà cùng đá nữa xe nó quậy nữa vậy thôi đỡ tao nghiên cứu thử ở đâu. Đừng quen nhà anh Dũng đi nha mày. Đâu quen nhà anh Dũng ơi đừng quen chi đâu đâu vậy ta? Vô rồi. Mệt mỏi thêm nữa. Trời, quá lâu quá rồi. Lấy một bộ hay quá. Cửa thì cột lại đâu mà sao thì dày ta? Sao lẹ vậy? Cửa cột đâu mà? Sao mà ai mới vậy? Nè, nhà mất kẹo mà sao mà kẹo? Mày để nó bằng mê con gà đâu. Mày để nhóc con gà đi. Bắt tổng em đi đâu rộng. Mắc rộng. Quát. Mẹ ăn trộm sao này. Quay thân gà con quay quay. Mẹ ăn con gà. Mẹ tụi cọc chơi râu mà sao là mớ nào vậy không? Đó, mẹ nó thằng nào mà sao mà luôn manh dữ vậy không? Sáng giờ là tôi với ông Quốc chạy lên nhà nậu em. Chứ ông làm gì vậy? Sáng giờ là mặt nó trưa nãy nằm ngủ đây ngồi mẹ thằng nào vô bích mặt bằng gà giống. Gà giống hả? Gà giống? Bây giờ mấy nồi đâu chứ đã đẹp. Nhưng tiền gà đụng mấy chục ngàn với mấy luôn mà. Mẹ gà đụng mấy ngàn. Chứ không đỡ đâu. Chứ sao thằng nào mấy cái ác dữ vậy mày? Không. Không đỡ đâu. Cái đồ lưu manh đồ thì chống của đây cái mè mới này. Mớ cào vô lấy gì? Mớ ông vô của chữ tôi với Quốc luôn mà. Người ta bắt bây giờ ông vô ông chữ anh em tôi nghe. Tại sao cái đồ đồng lõa không? Đồng lõa gì tôi mới vô ông Trần chơi chơi gì vậy không? Đây. Ông lớn ông nhỏ ông nói chuyện đàng hoàng nè. Không, nói chung là ông mất gà ông. Thôi gì mày? Ông mất cuồng thế. Không. Tao không có phải chỉ hai vậy. Nhưng mà tao mất gà tao biết tôi uống chứ. Đâu được rồi anh. Cái con như mà ông nói đàng hoàng với tôi biết gì đâu. Anh mới trí giải không? Không, giờ em nói anh Dũng nghe nè. Sáng giờ em qua ông Quốc á, trên nhà nậu em bị đám vô á. Nên thành ra là em với ông Quốc chạy lên nhà bà nậu, nhà bà cố á. Xong rồi là bắt con gà gì ra, anh em mình đang trung nó đau nó ngươi. Thôi anh em mình giải lao ông bữa, nhậu nhạt với anh bữa. Nhậu. Đi trung đi ấy. Hôm nay là lên nhà bà cố của ông Tên thì có màu nhậu đầu. Giờ muốn màu đầu cái chuyện đó là anh em mình giao lưu cho vui, tao không nói mà mất nhà tao biết. Thôi. Con gà từ từ tính sao quay bây giờ là thôi. Nhưng mày bao nhiêu mấy mày bắt con gà vậy? Thâu. Vậy thôi. Sao không biết gì nha. Tao chi là mày. Không mấy nghe mày tao nói. Nhưng mà tức. Thâu giờ ông mất của bạn Quốc. Đúng không? Mày vừa đợt anh mất cái cục thịt ăn điên đồ bò đó. Bị mẹ điên tôi vui luôn à. Mấy thằng thôi. Đâu mày giờ. Anh Dũng thôi giờ dài nha. Giờ anh chạy ra sau.
anh kiếm em cái gì dưới chén đuôi rồi em nhờ Rượu đi làm gà rồi tối anh em mình nhậu bữa. Còn gà dịch ra chút nữa nó chạy đâu trong vườn mà. Gà chạy trong vườn đó mà. Gà dịch mẹ gì tăng nhậu gà dịch mất gà đi. Không anh anh mà còn ngang chừ luôn em biết quốc gì hả? Gà dịch lớn thôi chứ gà nó chạy vườn không ta. Thôi cô tao. Rồi là nhưng mà gà dịch báo ra không quá. Chung thôi giờ em với quốc chạy đi mua thùng bia. Anh Dũng vô coi set up dọn dẹp chiến bát lên đây rồi anh em đâu. Có còn gà nó báo ra không? Giết thì có tiếc đâu nhưng mà báo không. Giờ mà vừa tôi có đâu. Quan trọng là tình giá anh em này hoài làm. Thì tao dây, đừng có nói nữa. Ông vô chiến bác, ông đi mua bia, được chưa? Lấy giờ tôi mua dương tiền cái màu rõ, ông không lấy bia nữa. Thôi dài, anh... Đàn mẹ mắc con gà đâu biết tao mua bia nữa. Thôi đưa ông hai sợi dây, rồi ông đi mua thùng bia. Ờ, bây tới nhà tao dễ bị bó ra, chút là... Tới nhà bia. Tao. Chứ vậy chị ông mất gà tự nhiên cứ chữ tôi cả. Mất gà đâu, tao chưa tiếc là biết tao mua bia. Nói như anh người lớn đâu, anh em trong tim nó nở anh chứ. Mày ra mày mua làm nước dùng động mẹ, khối gà gì chứ. Dễ mày buồn dưới mày. Mày chạy xuống dưới đây, quanh nhà bà hai nè. Mày chở thùng bia ra đây, chút ăn hỏi tiền chạy. Rậu vậy được rậu. Sang mệt cái giờ anh em vô chưa buồn hả mất gà lại. Bây giờ tao chọn tao mới tu mới đồ khó mệt. Đi xuống qua chút tao. Ba tiền mày đừng có ý kiến cái cò, có ba tiền không? Chứ mày. Rồi đi ơi. Anh Dũng vô ấy ơi. Anh vô tao là chết đó. Rồi. Có mấy quà không Dũng? Có gì không? Chùa phù mấy quà rồi nhắm quá nha. Sao mấy quà đúng rồi. Bạn bè này của tao mà tiếp tục mà thành ra mấy cái con gà mấy hồi tao bị mỹ bé hay tiền cho có không rồi. Không, không. Được rồi, tao đúng tao là không quan trọng. Mà mấy cái con gà tao mà... Nếu mà thấy được bé cái này cho có. Rồi mấy em mày vô cho mấy... Mát còn tao vậy đó. Sao có 11, 2 giờ em vô xíu này. Điều gì vô cho. Hôm nay nhậu mà có gì đâu anh em mình giao lưu học hỏi mà nô vậy. Quan trọng cái giao lưu tao không quan trọng mà tao quan trọng gà. Ba biết là gà. Anh mà nhắc gà, anh mà nhắc gà nữa rồi em vô quốc với anh em gì hả? Quần thâu lớn thâu gì nhìn nhắc luôn mày. Uống điều nãy giờ mua màu chưa vô đâu mà. Thì chắc cái đoạn làm gà thì cũng làm từ từ cho. Làm lâu chứ mày. Anh vô, không, anh vô không, đé luôn anh. Lại đé lên anh vô. Đó là gà em vô đâu mày. Mẹ nhầm. Quần nhắc gà luôn mệt chứ mày. Gà tao mày mất nó đi, tao chưa lò, đé gà. Tại sao giờ sống nay cái anh chọn mày sao mất gà? Cái mẹ ra chứ rồi. Cậu vô rồi. Quần điểu đi mua màu lâu chứ mày. Đó đi em. Cái cám anh em nó mất giặt mày về chưa ăn rồi, nấy rồi trời mà tao đi hút gà mất tao hót điều vậy. Cái lẹ vậy? Anh gì cà ràm luôn nhá. Vậy thì ông ôm con gà ông ngủ đi. Ai vô thẻ một vườn chơi, ai quẩn. Đã là đây cái dấu điểm mà hút mang gì 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 cái gì chứ. Con gà có mấy chục ngàn rê ồn mà cứ rơn luôn. Thì gà nó biết rồi, có một con mái nòi nèo gì nòi. Bé con gà, gà công nghiệp lắm mà nòi kìa. Mọi người còn muốn bọc không chưa? Dạ. Quần che xe lượng mà nòi gì biết đùa gà đét tới gì nè. Tao nóng chân chưa chăng mà là gà đét gì đúng không? Rồi đi đâu? Rồi cái cháo sau rồi mà 200 hả? 200 nhiêu mày? Lấy được cho mày trình nấu nướng cho có thì phải nấu rồi nè. Mày con gà làm thì công cái 50 trang mày giờ 200 nấu cho sau. Chứ cái cháo cho anh em mình đi mua. Lâu ngày mày bớ tiền 200 ngàn mày bao bớ nên nhậu được mày. Thùng bia được kìa. Thùng bia tao bớ, thùng bia đâu còn gì nữa. Gà cũng bớ rồi. Giờ anh chụp. Rồi lấy gì không? Sao mà sẵn cái sau cả? Miếng gì sau vậy? Bào mẹ đi người ta em gà cho đi làm cũng bào thêm 100 ngàn tiền xăng đồ lấy nước như là gì táo đồ nhớ hòa hòa chụp cái nước này hút bé ơi sợi à chừng lắm cái gì liều mày nãy nhìn nhìn nha mày quen được không anh quần này sao nó mua cho anh em mình nhậu mà sao nó cái nhìn dưới đây người ta mua bia màu cái xanh đâu phải nó kia mày mua không mà kinh nhỉ. Ê, hay là hôm nay anh em mình bây giờ nha. Hôm nay là chung người anh em mình nhậu giao lưu đúng không? Đó, thoải mái, anh em mình chơi trò chơi. Chơi chơi gì? Chơi chơi, thiệt hả? Nhậu mẹ, chơi chơi nữa mày mệt như mày. Mà chơi vô nha. Gà quay, gà quay. Thằng về của nó. Mà tao chơi gì, chơi chơi gì, tao tao chơi không thua nữa. Về phải cố nó nè. Về phải cố nó, về cũng đá chứ gì của ai. Đây nha, gà, ui sợ. Gà, anh nói nó mấy gì em anh nha. Anh chỉ còn mất con gà đó, anh đỡ giống không nè. Thằng mệt quá em ơi, ông đừng gà mày mệt quá em ơi. Anh nói thiệt của em đấy chứ. Thì chỉ mua con trai này. Mua con trai dạy rồi, tao muốn kiếm nó. Mà sao nó đại ra mà chứ.
Nhưng mà sao ông nghe mình nhẹ ông đó đó chứ giờ mất rồi. Giờ anh nói anh Dũng nghe nè, anh càng nhàng cửa thâu tụi em gì à? Chứ bây giờ ngồi nhậu mà. Không, không, không. Ý là tức anh nói vậy thôi là một con gà là giống một nồi giống giống là ở nhà anh vậy nha. Anh nói tiếp, còn mấy em anh nói chi? Đồ con ghè từ sáng giờ vô nghe lên ngày mai nghe mình lại là xuống dưới để con ghè ăn ngon vậy. Ừ, nhưng mà cố nó lại làm mà vô mà sao thế mà đưa ghè rồi ăn ngon mày hỏi người ta sống bờ anh làm mày à. Sao mày nói bất nhị với mày không phải do mà biết sao điều ta thích cho nó hiểu do nên là lâu ghè đi rồi mà nhậu làm gì mà nói ghè đồ này không phải lâu ghè mình nhậu vậy nó trung đầu nó dữ ngay giờ nó đau mà giờ nếu thiếu nó là đi mình đau vui lại nó cùng giao hàng chè nó nữa. Ta thấy buồn quá em mình phải nè. Giờ là nói với con gà đây là con gà của em. Đó, thì giờ ý là anh em mình trước khi ăn nhậu anh em mình cho nó vui. Thôi mà quế mà khu điếu mẹ nó nãy giờ trời nén nó mà ơi. Rồi vậy đâu chơi rồi chồng. À, chơi chồng nè. Gì giờ cho nó vui ảnh. Anh nhúng nó khu điếu lên đi. Sao trời nó vui ảnh của chồng sáng ngày nó tức rồi. Vậy thôi giờ cho đơn giản được không? Chọn gì? Không hại não ai hết. Mọi người là có nghĩa là giờ nè sau đó là đơn giản em sẽ ra một câu đố được chưa ai mà trả lời được trong 3 người á là sẽ quất một miếng gà húp một miếng bia được chưa vui mày thành trả lời không được cho mày ngon nhìn này gì nói à cái người mà trả lời không trả lời không được là cùng ly với thằng trả lời đúng được chưa nhờ trợ giúp được không không được uống mẹ nhờ trợ giúp được không không giật mẹ trợ giúp sao cho gì anh yêu ta Điều mà thông minh mà không bất chân ấy, nó thờ nó đâu có bị ngu đâu mà. Sao mày đổ nước ra cái mày đỡ lại mày. Chắc là cho lẹ mày. Cái thằng quý cái má là sao mày bị leo quá nào. Mày cùng leo quá tao biết nào là chắc chân tao nhập mày. Chứ mơ mà tao cứ chìm phải tôi chứ đúng không. Không phải anh lấy cái tôi với cái xí đâu mà. Đi đi cho cái nhậu mẹ ra đi. Buồn để nhậu nhà nó mệt quá. Mệt tỉnh, tôi xỉn chứ. Ghè ra mày mệt trên trận này tụi bay làm ghè, đôi ghè rồi uống gì. Mà sao không kêu mất ghè không nói vậy? Mất ghè cho ổng liên quan rồi. Mất ghè chuyện của ổng, nói chuyện mày. Nó mày ghè, không chịu tiêm trên đây sau đây mà đỡ trước mặt đây. Bây giờ nó mày đạo chiếc nó nhiều lắm. Đưa lại 200 đi. Tiền đó. Đưa lại 200 đi. 200 gì? Nó trả ghè. Thằng nguồn này sao mệt dữ vậy? Dạ. Đưa cái này tập ký nè. Thế làm gì ăn nhậu nói mà chứ không thằng nào bấy thì thằng đó chịu với làm gì đâu. Giờ anh không thích anh em vô nhà nhậu thì nói với anh làm như anh cứ càng càng mày sao mày ngu dữ mày cái tù nhà chiêu mà mình chút một bì vậy thằng này ăn nhậu đó, nó mập quá anh lấp miếng cho chết nó trộm giờ thầu chỉ cái dế là ăn cho mình nữa không gì mà nó chút mày gì mà tao nhá hả rồi quá ơi chụp mày không mà dưới đâu mà sao cái đám này nó tàn binh rồi sao mấy anh mới nhậu cái gì mà chưa giấy đây một mày ra 200 ngàn nhức luôn mày từ từ ấy là 200 mày trẻ ra 200 mẹ đi thôi tụi đẻ cùng bốc gà rồi mà tè á nghĩ giờ sao tao ăn nhậu rồi chứ tao quá tôi kêu cùng gà mất tiền thì cỡ cỡ chứ sao mày cũng mệt đấy nha mày lo ổng rồi vô kiếm thằng hẹn chọn ai mà điều chê cho mà ổng đi đi thâu cái thằng nó bây giờ cả anh em mày anh nhậu mà bây giờ nhà tao mất mấy mày đi vô đi đâu à tức giờ mày sống trò tao giờ rất hèn nhưng mà tao tức mất con gà tao thâu đừng nói gì cũng bật lên mấy giờ mày tao không tao chiều mẹ đó tao tao được tao tao mẹ ông nãy giờ cái là con mày mà cái lộn gì mà trẻ ông chứ sao mày nhẹ đi thôi để tao nãy giờ ông biết luôn ông đưa cho hai trăm đây mày gì tao đưa 200 là gì à đưa cho anh biết làm gì à? Chị, đó anh em, chắc nghĩ làm được cái gì? Chắc nghĩ làm cái gì đó? Ông á, tôi ông chạy lên tút tây sơn, bách nghề gì à? Đây góp thùng bia, đây góp 200 là thành bữa nhậu, mày cứ làm rồi. Đó. Nhà mày cố mày ra mình làm tây sơn mày. Cố tạo tây sơn nó mới mơ, tạo tóc chú mẹ gì nè. Để làm gì còn là ghế em lên tây sơn cho chạy. Ở tụi mày không mấy ông được nhiều chuyện, bây giờ lại cho nhà cho tôi muốn vui vẻ này. Để tao thấy mày một chú kia mày đưa tao. Mày bỏ chuối tây sơn. Thì nó nói gì cậu mẹ nó đi mày biết là gì cậu bầu được đâu. Cái mẹ mày vô mày sao mà chiếu mày. Giờ bây giờ ông ngồi xuống ông bình tĩnh rồi bắt cá tui để ông khỏi lo. Bây giờ nè, giờ vô cho đồ ăn. Còn thầy nào ăn trước khỏi trẻ hay sĩ. Ừ. Rồi nếu tui nhắn gì à. Rồi mà em biết rồi. Rồi đó anh hiểu chưa em đố câu đố đơn giản thôi. Là anh em quất cùng ly bia. Rốt đi rốt đi rốt đi. Ừ. Rốt đi vô. Rốt đi vô. Trời nào nó uống mày. Trời nào nó uống tôi hỏi em. Rốt em biết không. Thấy anh Dũng tình cảm rồi chưa? Rồi, giờ này tao nói em tao tình cảm mày. Sẵn sàng chưa? Đâu. Rồi, bây giờ là câu đố rất là đơn giản. Ba của anh Dũng tên gì?
cái thằng kè mà tao cũng tao nghĩ mày nó tự nhiên đố bè ông thằng nghĩ mày tao nói nè là tao thành tao hổn thơ với bè ông rồi ông kiểu mù mày đấu chắc mày phải anh quá cái câu đố đầu tiên anh em ngang cùi anh đi qua anh mất nghe mày nói được tao trả lời rồi anh dùng cái rồi ba cái gì ta tập từng trí tập từng trí thông minh rồi đố vậy không ai trời con nó đố kiểu chó rồi nó mực mình hiểu mày con ghê là ở đâu ghê nữa rồi thôi bây giờ anh kiếm thấy rồi anh thích quốc cái nào quốc ơi quốc ghê luôn rồi nói giờ anh ăn cái nào anh chửi đi à anh thích không phải bây giờ em nghĩ là không thích luôn đúng không bây giờ là em là trọng tài em đâu được ăn đúng không thành ra là ai trả lời đúng em sẽ tự vẽ một cái cho người ta ăn đúng không đúng không trời dương chiến với mày ra anh đã là đúng rồi này anh thích ăn cái cảnh rau cái rau bánh đây cảnh đấy vô dám đi chơi lại mày một thằng ăn cùng ba hai thằng gì đúng không đúng không vô vô bạn vô bạn không vô thằng đấy sao mày gà không đúng không chứ mày thấy mặt người đang kề lại đâu nói nữa đừng nhậu vô đừng cơ mày chỉ biết uống màu nhậu có đầu cứ ăn nhậu dễ đoán thôi chìm nước cho tim mà ché cho nó mẹ ra đi chết luôn phải không đấy buổi chuối tại sân ừ thì buổi chuối tại sân cái ba mẹ ở đâu cũng được bây giờ nó nói ở đâu gọi mẹ ra đi cho có màu có nhậu cho mày được rồi sao mày nhiều chuyện đấy bán chìm gan chặt bỏ mày giờ nói luôn nghĩ rồi ra đâu quá đâu quỷ mẹ chơi cái nhậu ngó luôn mà chỉ cùng cái gia đình của ở đâu gà tiền cũng mua thằng quét mà sao đây cứ nói cuối mình bờ ở đây thôi 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 anh đi mình nhậu anh đi mình nhậu thằng này chém chém nữa tiên mà chém nó mẹ nó nhậu chứ đây vì sao nó ngon mà sao mà nói nhà nào cho một chuối bán nó bịu gì thôi chứ nhà của nó mua đàng hoàng mà giúp cho một chuối thôi mình bờ đi mày mặt quá rốt vô còn cái đeo mày khờ hầu giờ mày có thông minh đâu mà ngầu ý làm cái gì gian lượng hay ai xung mém hay ai bạn mày gọi mày này rồi mày chơi câu đố nữa đi rồi chơi anh em mình thằng nào chốt thứ hai chơi nó ồn ào cái gì dài mà chơi cái gì mà chơi nói nó ổn định nó chơi thằng này vợ đều nó bị sao á nó chưa ngứa gì đâu không à giờ tới câu thứ hai đâu mày đố câu hai nhưng mà bây giờ là không được chọn nữa em bè chỗ nào ăn chỗ đó được không đâu chứ thằng nào trúng cứ tụ hàng trúng hai mất mẹ hai đuôi sao được à đúng rồi rồi cái câu này là ai cũng biết nè đấy là tổng tài là muốn biết là anh nói sao ờ giờ câu này ai cũng biết nè đứa con thứ ba thì của anh Quốc Hoàng Tang tên gì kè nó đố được khủng khủng hay chúng mình lại nói được không tên Riêu ừ nó quạng là cho Riêu tên Nam mấy cái câu phấn đấu cái sao thì mày nói ông trước rồi mà đố tao mày cái sao không trả lời nữa sao mày không nói được cho anh được chấp mẹ rồi hai quần nó xúc xích mẹ em sẽ vẽ cho anh một phát ui chô đấy sao con tao không biết mày thì ông biết được ông ai biết làm sao tôi biết được thì ai biết ông chịu nói ai biết làm bất chặt không chứ trăm biết muối làm miếng ơi làm một miếng để tôi hành trăm đi cái hai trăm nữa cái bẻ mày nhí cứ nghe mày thì không còn chắc tay luôn á được đâu gì à đưa lại cái này mẹ mày chém hai trăm mẹ đi tôi đã không nghe mà một chú nha bà mẹ đã thì một chú tôi chưa nghe xong bộ chú này là sao? Còn tiền còn nhiêu mới nói tới sân chị. Mày mà vô quá. Giờ sao có vô cho không? Cái gì mày? Khôi, đuôi vô hai trăm đi. Mày cái đi nhậu đi nhậu. Chết được để tôi hai trăm. Rồi trăm đi. Tiền đâu che? Vô ngầu. Mày im vô ngầu. Mày nó ồn à? Mày nhảy hai trăm đi. Mày kêu mày gì? Mày nói kêu. Tao biết con kia ai đâu hả? Mày muốn kêu. Sao biết? Mày cho biết. Nó làm nó giỏi lắm á. Mày mấy cái kia mà cố bạn. Ừ thôi chứ. Tôi làm được chú kia mà chúng ta sao? Còn từ buổi chuối tay sần chứ ở đâu mà mới nói tay sần thì tự nhiên cái chỗ nó mát anh em mình hẹn nó to mà nó nghe cái gì ta con nghe ông Kim đã mua mày phải xem mày nói ấp mở giải thả tầm nghe được mày tôi biết gì vậy tôi biết rồi á tôi hỏi sao này trên đời á trên đời có lọc ăn thì cứ ăn đi đừng có nhiều chuyện ông tao muốn xây mẹ đó rồi tao cũng muốn tao muốn xây mẹ trời lột cho ông xây mẹ đi rồi quên nghĩ đi mày tao nói mày giấy nếu cha mày hai thì nó ồ ào mà đồ hay là chú việc ở chưa tay tao bắt đầu đúng rồi tao đây Thank you.
ở đâu mày? Mà đã là mặt của mày. Ủa sao mà nó mặc mày dè đâu, mà đưa cái đùi tay lên đấy. Tức cha! Cháu này nói cho thằng con. Tao biết rồi. Biết rồi hả? Tao biết rồi hả? Ủa nó có tụi gì hả? Mày đứng không? Mày quán tụi gì hả? Tao biết rồi hả? Ngậu hả? Ui ui, cũng tao đây mẹ. Con ghê hả đây? Mày con nhận ghê ngon rồi. Ghê dương. Ghê dương. Hay một ngày nói tức cỡ dù gì cũng bắt anh không hiếu mày rồi kìa. Anh ơi, cuộc đời anh có lọc anh em đem vô đây là được rồi. Anh khó thật anh tay. Mẹ nhà bà cố mà thằng ơi, tôi dưới mấy luôn. Trời gì trong vậy luôn à. Thì nãy em quay cái đoạn clip mà anh bắt ghè hả? Rồi có mà bắt ghè gì nữa mấy. Ừ, chủ bắt ghè giỏi luôn quá. Mấy người giỡn thiệt mày. Thôi đâu bắt ghè bà cố. Chứ mơ ơi, gì? Trời ơi. Ừ, đứng lên. Nó phải kìa dối, cái em dối mà nó mày, mày, mày. Anh em mình biết mà lo cái gì à, hiểu không? Mày trong đó là làm được đó nha. Mày quá à. Nhưng đâu vậy? Tính mày không có ai trong gà. Mày điên hay sao mày? Ai trong gà mày không ai?